Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và kế bên mình xin giới thiệu bạn đó chính là Sammy nha bạn nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video. Thì chắc các bạn đọc tiêu đề bạn cũng biết rồi đúng không? Ngày hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau thì cái gì Sam? Bắt cua. Đúng vậy, bắt cua. Nhưng mà nếu như mà gọi là một cái trò chơi mà không có cái hình phạt hay là phần thưởng thì sẽ rất là chán đúng không các bạn? Và bây giờ á, cái hình phạt của cái trò chơi này là nếu như té một lần là sẽ bị vẽ lên mặt một cái hình gì đó à, vẽ lên mặt, vẽ bậy lên mặt nha các bạn nha. Trời ơi, cái bộ hơi hấp dẫn á nha. Sao mi có sợ không? Không, tôi không cần sợ tại vì tôi bắt cua với Zero rất là nhiều các bạn nên tôi rất là tự tin. Ok, vậy là Sammy nói rằng là Sammy đã học bắt cua chung với Zero rất là nhiều cho nên Sammy nghĩ rằng Sammy đang rất là pro các bạn ạ. Sammy không sợ. Ok rồi, nhớ nha. Ok. Không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video nha bạn. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên hãy có bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Let's go. À mà quên nữa, nếu bạn nào muốn mình làm thêm nhiều những cái mini game quay chung với Sam như thế này á thì bạn hãy nhớ là like cái video này nha bạn nha. Nhớ nhấn vào nút đăng ký nha. Vào video nào. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ thì mình đã vào trong Minecraft rồi đây. Bây giờ để coi ai sẽ là người bắt cua trước nè. Mình là quảnh tù xì ha. Quảnh tù xì đi. Quảnh tù xì ra cái gì ra cái này. Quảnh tù xì ra cái gì ra cái này. Sammy sao phải nhảy trước các bạn ơi. Được. À quên, đây mấy bạn ơi, mình có chuẩn bị cây son nè, với lại là cái đồ kẻ mắt nữa các bạn, để vẽ trên mặt cho nó an toàn nha các bạn nha. Cái này là đồ trang điểm cho nên sẽ rất là an toàn khi mà vẽ trên mặt, không sao hết nha các bạn. Ok, rồi vô. Rồi bây giờ mình sẽ là người chơi đầu tiên nha các bạn. Ok, quá đơn giản. Tôi đang rất là mong chờ sẽ được gọi là vẽ bậy lên trên mặt của Sammy các bạn ơi. Không biết mình sẽ vẽ gì đây ta. Xem coi, chắc là mình sẽ vẽ râu nè, sau đó là mình sẽ vẽ cho Sammy biến thành gọi là sư tử luôn các bạn ơi. Bạn đầu tiên quá đơn giản với Sam mấy bạn ơi. Ôi quá đơn giản với Sam đồ ha, tí nữa cũng té à các bạn ơi. Ủa tí nào, tí nào. Trời ơi, ghê. Không té luôn, ghê thiệt. Còn màn tiếp theo. Màn đầu tiên đúng thật là quá đơn giản nha. Ok, tiếp đi. Đây, tôi nhảy liền luôn, tôi không... Cái này rồi, cái này mới khó nè. Cái này là Sammy sẽ phải bám vô cục mật ong để Sammy nhảy vô cái lóc kia kìa. Cái này chắc chắn sao không biết đâu. Mà như mình biết sơ sơ các bạn. Yeah. Hợp lý. Ủa, qua chưa? Ok rồi, cho luôn, chắc luôn á. Cái này mình ghét nhất các bạn, mình rất là sợ cái này nè. Mình bị núp á. Ghê, nhảy ra giữ ta. Trời ơi, không té luôn bạn ơi, thiệt sự luôn á. Ghê quá nha. Được, để tôi xem coi. Để tôi xem coi nhảy được bao lâu. Ui trời. Khó nè, bắt đầu khó từ rồi nè. Tôi nhảy bắt đầu thấy bờ rồ hạn hay á. Ủa gì kỳ vậy ta, sao ta không té đi trời. Tại vì tôi là bro, ông hiểu không? Trên kênh tôi là bro sẵn rồi hiểu không? Wow. No, trời ơi, sao từ nãy giờ Sammy chưa té cái nào? Té, chưa bị gì hết, cay thật. Oh my god. Một mạng đầu tiên. Dạ, vẽ cái gì đây. Bây giờ mình sẽ chọn một trong hai cái. Ok, mình sẽ chọn cái này đi. Mình sẽ vẽ vẽ là nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ vẽ râu. Ok, coi đây. Râu nữa tôi cũng đẹp rồi. Tôi là cô nàng rất xinh đẹp. Xinh đẹp hả? Ok, vẽ râu xinh đẹp nha. Vẽ thôi, phải nhiều quá. Ủa, người ta vẽ bao nhiêu kệ người ta, miễn là có một hình. đẹp quá bạn, đúng không? Trời ơi, Sammy cùi bắp, đi ra ngoài, tới lượt tôi. Rồi, tới lượt tôi nè, Sammy nhìn mà học hỏi nè nha, Sam nha. Đây, nhảy nè, hí. Trời. Cái gì chứ mấy cái này? Bạn ơi, ông sẽ thua thôi. Thua thế nào được, Phong nói thiệt cái Sam chứ mấy cái bắt cua trẻ con này á, Phong à, bắt cua từ năm lớp 1 rồi Sam ơi, làm sao mà có thể thua được hả Sam? Ở là trời, này nè, cái đạn này Sam té đúng không? Thôi cái đạn dễ ẹt thế mà cũng té được. Trời ơi, cái đạn dễ ẹt vậy mà cũng té được, thề luôn á Sam. Đó, ghê không? Đó, ghê không? Ủa khoan, từ nhảy ở đâu ta? À bên này. Ok. Ông biết thua thôi, không thể nào ông thắng được. Tôi bị ông bị thôi à. Thua thế nào được mà thua, tôi nhảy qua bên tới chắc là tôi phá đảo.
thiệt các bạn ạ. À. Trời ơi. Cái khuôn mặt đẹp trai như thế này mà dám vẽ cái mông lùi ta đùng. Nhớ đây. Nhớ đó. Nhớ. Ok rồi, tới lượt sau, tới lượt sau. Ok. Bây giờ mình sẽ nhảy cái đoạn phong cận tế các bạn. Gà bắp. Gà vậy bắp nè. Hả? Để coi, để coi. Dạ. Chỗ này khó lắm á, đừng có tưởng. Nó trơn luôn các bạn. Này thì gà bắp. Này thì gà bắp. À, này thì nó gà bắp nè. Nó thật sự rất là trơn. Trơn thì sao? Không có nói nhiều, thua là thua, không có nói trơn. Nhiều. Lại đây. Cái gì đấy trời ơi. Joker bạn ơi, Joker Ấn Độ. Ok, thôi rồi, anh được không? Ok, ngồi đi. Trời ơi, cái đoạn này là mình đã rút được kinh nghiệm các bạn ạ. À. Đoạn này mình sẽ không bị té nữa đâu. Mình cứ nhảy từ từ thôi, không cần phải nhảy nhanh các bạn ạ. À. Mình càng nhảy nhanh thì mình càng dễ té. Tại vì cái băng này nó trơn lắm. Shipper nhưng mà ship chợt à. Ui, ui, nói không trời. Chỉ cần chậm chậm xíu thôi, đâu cần phải nhanh đâu Sam. Trời ơi, Sammy hấp tấp quá à. Đi, nó nhiều à. Nói nhiều cái gì, mình được vẽ hai lần thì mình phải gáy với Sam. Ok, ủa nhảy vô đây đâu nữa. À bên này. Ui. Trời ơi, té sao được mà té. Té là cái là té chắc luôn các bạn. Sammy là luôn. Sammy là chỉ vẽ được tôi một lần thôi, còn tôi vẽ đầy trên hình. Cười gì mà cười người ta. Thời luôn á, chắc là mình sẽ gọi là tập trung mình nhảy với mình không gáy nữa bạn ơi. Mình càng gáy mình càng thua tay. Bờ môi này hơi bị quyến rũ nên tôi phải dùng son môi của tôi nữa. Không chu mỏ thì gớm vậy. Nhìn cái sặc không mấy bạn? Nhìn cái sặc không? Đây tôi bạn, đây cái đây miệng cá nha. Gì vậy? Tôi bạn miệng cá cho. Rồi ok rồi, một cái môi ông là to rồi, vẽ này cũng to. Nhìn giống mấy chị bảy á, nhìn giống chị bảy á mấy bạn. Giống chị bảy. Sao chú Tư đây chị bảy? Chú Tư và chị Bảy hạnh phúc bên nhau. Nè bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau chụp với nhau bức ảnh nha bạn. Cười lên nè. Rồi ok. Rồi đi lượt Sam. Được. Rồi ok. Để mình xem coi bạn sẽ gọi là thắng được bao lâu. Từ nãy giờ mình thấy bạn là bạn vẽ mình hơi ép rồi nha bạn. Ủa tôi là tôi vẽ nghệ thuật hiểu không? Chứ mà là kẻ ép thì không, đó là nghệ thuật. Ok rồi. Nè mấy bạn ơi, mình nói thiệt các bạn luôn nha. Bây giờ Sammy chưa vượt qua được cái màn băng nữa là Sammy té liền rồi. Mình biết, mình nhìn là mình biết. Tôi sẽ đi từng bước một. Ok. Vậy đi đâu ta? Bên này hả? Đúng rồi, nhảy xuống đó. Rồi tưng lên. Bây giờ vẽ gì à ta? À... Từ nhẹ nhẹ thôi. Ê sao cứ vẽ nhiều vậy? Sao cứ thích vẽ râu với tôi vậy? Tôi thích vẽ râu. Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu đổi qua map mới nha các bạn nha. Tại vì cái map hồi nãy quá dễ cho nên bọn mình quyết định đổi qua map mới. Dễ nhưng mà sao bọn mình được dễ nhiều quá ta. Ok, thôi rồi. Bây giờ nè, đến với cái map này nè, là Phong có một cái thử thách này dành cho Sam nè. Sam nhìn thấy chỗ này không? Đây, cái chỗ này là một cái chỗ khi mình bắt cua lên á thì ở bên dưới nó sẽ tính thời gian nè. Sam thấy không? Bên này nè, thấy không? Thấy. Nó tính thời gian đó. Thì cái tính thời gian á, bây giờ hai đứa mình sẽ có một cái thử thách như thế này, là hai đứa mình sẽ cùng nhau nhảy. Ai ít điểm hơn thì người đó sẽ được vẽ lên người lên trên cái mặt người kia. Hiểu không? Người là người nào mà gì ta bắt cua mà nhanh nhất ờ. Là người đó thắng. Đúng rồi. Rồi nói vậy thôi, nó được rồi. Ok rồi, okay. Hiểu rồi các bạn. Rồi bây giờ mình làm trước nha. Ok, Phong làm trước nha. Rồi chuẩn bị nè. Bây giờ luôn hả? Bây giờ luôn. Ok. Hey. Okay. Ok, bắt đầu. Mình phải gọi là càng nhanh càng tốt các bạn ơi. Không được té, mình mà té là coi như mình thua. Ô 10 giây rồi kìa các bạn. Trời ơi. 10 giây hả? Gì mà nhanh vậy trời. Ui. Rồi ok, 10 giây. 10 giây 950. À. 10 giây 9:50 rồi, tới lượt Sam á. Rồi tới lượt Sam á, Sam ơi, bắt đầu đi. Tôi lấy đà cái. Ok, tôi là 10 giây 9:50 nha. Ok, để coi Sam bao nhiêu đây. Ok, ui Sammy cũng nhanh quá ta. Té là thua nha Sam, té là thua luôn nha, cẩn thận. Rồi, 8 giây, 9 giây, 10 giây, 11 giây. Oh my trời ơi. 11 giây nha bạn nha, 11 giây. Hơn mình làm mình đến tận 10 giây thôi, có nghĩa là Sam hơn mình tận 1 giây nha bạn. Ok, tụi biết vậy. Biết cái gì hết hả, để im cho tôi vẽ. Tôi có một cái vẽ này hơi bị ác luôn nè các bạn. Vẽ ít thôi gì, chơi hay chơi không có vẻ ít vậy. Ăn gian quá à. Để coi, chắc là tôi sẽ vẽ Sammy một cái đôi mắt thâm. Để im. Không, tôi thấy mắt
Rồi, chúng ta cùng nhau đến với map tiếp theo nè. Lần này thì sẽ là luật y như cũ nha, là bắt cua té là sẽ bị dễ nha. 3, 2, 1, vô. Đấy, nhảy ra. Ui, ui. Té đi. Té thế nào té được nào. Giờ nè, tôi chấp Sam luôn. Sao tôi mới vừa nói tôi chấp Sam luôn mà ta. Sao mà tôi mỗi lần nè nha. Sao mà mỗi lần mà tôi gáy là chắc chắn là tôi sẽ thua các bạn ạ. Cay thật. Tôi cũng sẽ vẽ con mắt cho không. Tôi đeo mắt kính cho nên tôi không có sợ bị vẽ vô mắt. Ê, tại vì mắt kính che rồi. Ơ, à, được luôn hả? Ủa tôi răng được không ta? Chơi luôn. Chơi kê đó. Trời ơi, răng xịn quá không có dán được. Răng ơi. Răng xịn không vẽ được, không vẽ được các bạn ơi. Giờ vẽ đâu? Đưa mắt ra. Ủa, vẽ mắt luôn hả? Không cần. Bộ lông mày. Được coi, dễ nghiêu quá vậy. Đó, tôi xem coi. Ôi, cái gì vậy trời? What the hell? Cái gì vậy? Ê, lượng sóng dữ ha. Con sóng giật nhiều. Tôi biết hành quái vật rồi các bạn ơi. Tôi biết hành quái vật rồi. Chơi là chơi. Nhớ, tôi được sao. Ê, màn này bắt cua khó lắm trời. Tôi sẽ báo thù. Ừ, cái màn này rất là khó. Tại mình nghĩ, tại vì thấy Phong cực bắt cua hơi khó mà. Đó, mình ăn miễn lấy lại tinh thần. Ăn nữa trời, lo mà nhảy đi kìa. Ủa, đó nè, té ra bạn coi, chuẩn bị té rồi nha. Nè, nè. Được rồi, được rồi. Nè, nhảy nhanh đi, ngon, nhảy nhanh là té. Không. Ui, ghê quá ta. Ui. Ui, đỉnh vậy ta. Này, thỏ nè. Wow, ok. Hay quá. Khen là té. Vẽ còn không đều. Quay đây cho các bạn xem nè. À, không đều hết trơn vậy. Mấy bạn có nhận ra chị Sammy dễ thương của mấy bạn không? Mấy bạn nhận ra không? Giờ tôi làm mấy nhạc nó nghiêu mấy bạn fan sợ chơi nè nữa. Đây. Đừng nói gắn nhiều nha. Rồi, bây giờ thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái màn cuối cùng nha các bạn nha. Màn cuối cùng này là gì vậy? Ăn hoài, con gái ngứa ăn hoài riết cái mập như heo luôn á. Ủa mà sao mình thấy mình mập hơn bả ta? Thôi kệ đi. Ok bạn ơi, bây giờ không ăn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái màn cuối cùng nha bạn nha. Và cái màn cuối cùng này là hơi bị gọi là gì ta, xui xẻo nếu như người nào thua á. Bạn biết là gì không? Đó chính là sẽ được vẽ thoải mái luôn, muốn vẽ gì vẽ liên tục không ngừng luôn. À, dám chơi không? Chơi. Chơi đúng không? Thì cái trò này đơn giản thôi. Thì bây giờ á, để coi ai nhảy xa hơn thì người đó sẽ được là người giành chiến thắng, hiểu không? Nhảy xa là sao? Nhảy xa hơn có nghĩa là bây giờ nè, Phong nhảy ví dụ rồi nha. Phong nhảy được tới đây đi, đến đây đi. Còn Sam á thì Sam mới vừa nhảy tới đây Sam té là Sam thua. Ok. Hiểu không? Ok. Rồi, ok các bạn nha. Lần này ai thắng người đó là hơi may mắn nè. Ok. 1 2 À quên, từ từ. Tôi nói trước nha, cái này là trò chơi cho nên là phải có sự công bằng ở đây các bạn, hiểu không? Chứ không thôi bạn lại bảo anh Phong không nhường chị Sam, anh Phong hết thương chị Sam rồi còn gì vui nữa đúng không bạn? Trời ơi, mình muốn một cái video vui á thì mình phải công bằng, bạn hiểu không? Công bằng nha. Ok, vô. À, tôi nhìn cam, tôi nhìn ra thì ghê quá. Đang ăn, đang giật mình, mấy bạn đang ăn tự nhiên giật mình. Ủa ai vậy? Ok thôi, không nói nhiều nữa, vô. À, tôi phải thắng bạn ơi. Vô. Ui, rớt sao mà được. Tôi bây giờ tôi nhảy chậm mấy bạn ơi. Tôi nhảy chậm, hiểu không? Để tôi giành chiến thắng. Giật hết cả mình. Trời. Ok. Này khó ta. Ê, chơi chọc lét người ta. Cái cung. Ê, bây giờ này nha. Cái người người ta cái người nào té là bị vẽ thoải mái đúng không? Đúng rồi, vẽ gì vậy? Ok, trời, mình đang rất là chậm từ các bạn hiểu không? Chúng ta chậm từ từ thôi, chúng ta không nên vội, hiểu không bạn? Cái gì vậy? Đừng có xây ghế đi, tôi nhảy cái bà này phá hoài à. Trời, muốn tôi thua đó mà. Đúng rồi. Ừ ha, đúng rồi, tất nhiên mày muốn tôi thua. Cái này khó rồi ta, sao vậy? Ờ cái này khó mà. Đó! Oh! Yes! Không sao. Mày bình tĩnh mà những con mắt mình không? Mình bắt cua nhiều mình đi tắm mắt các bạn. Chứ mày mình vẽ đâu. Nó nhiều nữa, bắt cua đây. Sợ quá. Mới pha đầu tiên xém té luôn bạn ơi. Không, này. Ủa mày nhảy sao vậy đây hả? Ừ. Đúng không? Đúng, nhảy từ chỗ này á. Ồ, mày. Ồ, mày. Ủa vậy nhảy đâu đây hả? Đúng rồi, nhảy qua đó. Rồi. Cố lên. Đây hả? Không, bên kia. À, thêm mấy cái cọng lá đúng không? Đúng rồi. Ủa này ông bên kia bị rớt đúng không? Đúng rồi.
À không, xa hơn. Ờ à, không, đúng rồi, chỗ này, chỗ đây này tôi bị rớt chỗ này không? Ừ. Bây giờ tôi chỉ cần qua đây là tôi thắng mới. Đúng rồi, bà qua được rồi, bà thắng, không cần nhảy tiếp luôn. Bà thấy cơ mình không? Editor ghép cho mình to nha. Mọi người thấy không, cơ to cái này là thế nào cũng sẽ thắng thôi. Ok. Nhanh đi bà nội. Thôi cảnh này phải ghép nhạc hồi hộp luôn. Hồi hộp quá ta, hồi hộp quá ta. Sao đi thấy hồi hộp quá bạn ơi. Tôi biết cái trick rồi, tôi biết cái trick rồi. Tôi được sư phụ Siro dạy bảo là đứng giữa đây nhảy thế nào ốc cũng thắng. Ôi mày quá, mày quá. Mày quá, làm lại mày quá. Cay quá. Rồi, đổi map nha bạn nha, đổi map nha. Map này màu xám tôi thích nè. Map này màu xám của Sam nè. Ủa, quên lưu không, có không lưu hoài gì ta. Quên lưu điểm. Ơi bà để cái tay bà ra chỗ khác tôi nhảy coi. Bà Sammy thì bà trang trang các bạn ơi, mình đang nhảy rồi bà chọc lét nè, rồi sau đó bà quay ghế của mình, rồi sau đó giờ bà đụng tay mình nữa, bà không cho mình nhảy các bạn ơi. Ơi tôi đang quan tâm lo lắng nhưng mà tôi sợ không. Mày thấy không? Mày thấy không? Một con người gọi là gian xảo phải không? Rớt. Đau tim quá nha. đừng có đụng tay tôi. Cái bà này ăn gian quá à, chơi. Tôi sẽ ăn đồ ăn thôi. Chơi cứ đụng tay người ta vậy sao người ta nhảy được. Trời ơi, người ta phải nhảy bình tĩnh hiểu không? Ô trời ơi, khó quá. Người xa nè. Ô. Yeah. Tôi là lên được tới tận trên cao trên đây luôn này, sao thấy không? Nóc nhà luôn bạn ơi. Trời ơi, lên nóc nhà luôn. Hình như là tôi nhảy hơi vội. Không sao, tôi cũng lên được tới tận trên cao rồi. Trời ơi, không cần đè chân tôi. Xin lỗi. Vô. Ờ, ngang hào. Chờ không? Rồi, vô. Tôi nghi là bà Sam sẽ té ở những cái màn đầu á bạn ơi. Tôi. Cái này sao tự té bạn? Cái này làm gì đâu? Có chơi là có chịu, hiểu không bạn ơi? Cái sao tôi cũng đắt tiền mà ông tô. Yên tâm đi, Phong sẽ mua cho Sam 100 cây son luôn. Chỉ cần hôm nay Phong thắng được rồi, mình lật đổ được nóc nhà bạn ơi, mình lật nóc nhà được rồi. Trời ơi, mình lật nóc nhà nhé bạn nha. Hello team, hello team.